Nhạc Việt xin hướng dẫn các bạn, sau khi con vật style từ Yamaha sang thì các bạn sẽ phải làm cái bước gì để làm cho cái điệu của mình nó sẽ hay. Bây giờ tôi chọn cái bài, cái điệu để đánh bài Đi Về Nơi Xa của Đan Trường. Sau khi bạn chọn xong thì bạn nhấn thoát ra và nhấn record và sửa điệu hiện tại. Ok. Việc thứ nhất, các bạn nên quan tai tất cả các điệu lại. Chẳng hạn như điệu này thì tôi biết nó là chỉ là móc đôi thôi chẳng hạn. Tất cả các track variation 1 executive, và các bạn tương tự các bạn làm với tất cả các variation khác. Intro và tất cả với những cái chức năng khác bạn cũng con thai như vậy. Tôi chỉ làm ví dụ. Sau đó các bạn ở đây các bạn sẽ chỉnh những thông số gì. Cái event này thì nó chỉnh thông số cố định, từng sân thông số chi tiết, thì cái này chúng ta khoan đưa vô này. Các bạn vô đây, các bạn sẽ chỉnh cái gì, các bạn cần chỉnh. Thứ nhất, cái pressure này là cái phần lớn nhỏ của cái style. Thì các bạn muốn chỉnh ngay cái chỗ nào thì các bạn chọn ngay variation 1 hay intro hay là fielding link thì nó sẽ hiện lên đầy ở đây. Ví dụ như hiện tại bây giờ tôi đang là muốn chỉnh variation 3 chẳng hạn, tôi nhấn variation 3 thì hiện ở đây là variation 3. Rồi các bạn chỉnh volume to nhỏ ở ngay đây. Các bạn lưu ý là volume to nhỏ ở chỗ này thì nó sẽ chỉnh lớn nhỏ của từng variation. Còn volume to nhỏ ở ngay đây thì nó có tính chất là chung cho toàn bộ cái style. Nên thành ra các bạn cũng đừng nên chỉnh ở đây nhỉ. Các bạn chỉ để một cái thông số tương đối cố định để chúng ta có thể chỉnh lại sau. Còn ngay đây thì các bạn sẽ chỉnh volume riêng, cái độ to nhỏ riêng cho cái từng track nhạc cụ ở ngay cái variation đó. Ví dụ tôi mở lên. Rồi ở đây bạn cũng chỉnh luôn cái loại nhạc cụ. Ví dụ tiếng này. Rồi analog kit. Chẳng hạn như tôi thấy bằng này nhỏ xuống một tí chẳng hạn, to lên tí. Rồi đàn bass, có thể tôi thích cái tiếng bass này cho nó mềm chẳng hạn. Và volume to lên. Tôi thích tiếng piano điện này, có thể tôi định tiếng piano điện này chẳng hạn. Rồi warm part, có thể tôi thích tiếng part này chẳng hạn. Clean guitar. Real electric guitar và bộ string. Cái guitar này khá lớn, bạn có thể cho nhỏ lại. Và sau đó guitar nó sẽ có tiếng noise để làm cho nó thật, thì các bạn cho cái track guitar nó nhiều lên noise lên chút. Tiếng noi là chút harmony của cái tiếng bass. Kế đến bạn cần phải chỉnh cái gì nữa? Thay
Style table các bạn nên để CV1 nếu các bạn không có những cái phần đệm kiểu khác. Style track control, các bạn để cái này sang chế độ là guitar. Cái này thì là bass rồi. Cái này là real time và repeat. Đó. Real time, các bạn có thể để real time hay repeat. Repeat là nó theo cái hợp âm của bạn. Cái này các bạn có thể xem trên cái phần hướng dẫn tiếng Việt của tôi. Cái này là tension. Khi các bạn nhấn vô tension đây thì những hợp âm của cái này nó sẽ theo chế độ 6, 7, 9, 11 vân vân, những chế độ hợp âm phức tạp. Rồi, nếu các bạn muốn chỉnh từng chi tiết của từng nốt, từng volume thì các bạn có thể vô đây. Vậy thì tôi nhắc lại các bước các bạn nên làm như là như thế nào. Bước thứ nhất, các bạn quantize cho tất cả các track với một cái quantize mà các bạn biết là nó sẽ như thế nào. Bước thứ hai, các bạn chỉnh sửa phần to nhỏ của từng track. Các bạn chọn variation hay chọn filling hay chọn intro, nó hiện ngay đây. Rồi sau đó các bạn chỉnh to nhỏ từng, các bạn thấy nhé, ngay intro 1 các bạn thấy phần to nhỏ nó khác nhau, variation 1 nó khác, variation 3 nó khác. Hồi nãy tôi mới chỉnh variation 3 xong. Sau đó các bạn chọn vô từng nhạc cụ và các bạn thay đổi từng nhạc cụ theo cái ý mình. Bước kế tiếp, style chord table, các bạn để CV1 hay là CV2, CV3 tùy theo cái đĩa chúng ta có. Các bạn để style track control, nếu cái nào guitar thì các bạn để sang chế độ guitar. Và cái nào các bạn muốn có chế độ 6, 7, 9, những chế độ phát âm phức tạp thì bạn nhấn vô stand tension này. Tương tự, các bạn có thể làm cho tất cả những variation khác. Từng variation, mỗi variation các bạn nhấn variation đó và các bạn làm. Sau khi các bạn làm xong, các bạn nhấn right style lại. Sau khi làm xong những bước cơ bản này, các bạn thoát ra màn hình style play, các bạn nhấn menu. Chúng ta vô phần mixer và chúng ta có thể chỉnh mixer và pan port còn lại. Ví dụ như đây, tiếng piano điện tôi có thể đưa nó sang bên phải trái. Tiếng nền tôi để giữa. Tiếng guitar điện ở bên phải. Tiếng string ở đây chẳng hạn. Tiếng piano gõ ở đây. Các bạn có thể chỉnh equalizer lại. Ví dụ tiếng bass, các bạn có thể cho nó tình tí xíu như vậy. Tùy theo nha, không ngay như vậy. Tiếng guitar tôi có thể bớt bass lại. Các bạn có thể chỉnh effect tùy theo reverb. Theo như tôi thì tiếng bass thì không nên có reverb. Có thể các bạn có một chút chorus, chẳng hạn như tôi cho một chút chorus đây, nhưng không nên nghe reverb. Piano điện để cho một chút chorus. Bass nền này thì tôi cho cái nó tối thôi. Guitar reverb vừa phải, chorus cũng vừa phải, tiếng string một ít chorus. Rồi bây giờ tôi nghe lại thử. Để các bạn có thể chọn cái loại effect, các bạn nhớ là cái nhóm effect nó nằm ở nhóm A là cho style, nhóm B là cho tay phải, nhóm A. Các bạn chọn, chẳng hạn như tôi để ở đây smooth hone reverb. Vậy là đây là stereo chorus chẳng hạn. Đó. Và các bạn
cứ chỉnh tiếp tục như vậy. Sau khi chỉnh xong, các bạn nhớ write current style lại. Chúc các bạn thành công.